lắp đèn trang trí Tết, nam thanh niên bị điện giật tử vong. Trong quá trình lắp đèn lồng trước cổng để trang trí đón Tết, nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị điện giật tử vong. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1, anh Vũ Đức A, sinh năm 1992, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, bắc thang sắt để lắp đèn lồng trước cổng nhà, trang trí đón Tết. Trong quá trình thực hiện, anh A bất ngờ bị điện giật bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song do tình trạng quá nặng đã tử vong sau đó. Lãnh đạo Điện lực Thạch Hà, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết nạn nhân tự bắt bóng đèn lồng từ hệ thống điện trong nhà. Trong quá trình kéo dây điện từ nhà ra ngõ, có thể điện rò rỉ khiến nạn nhân bị giật. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.